Xin chào bạn nhé, hôm nay mình giới thiệu bạn là dự án chatbot con là Oppo Androbot. Đây giao diện chính là mình vào mình là đây. Hoàn thành bạn sẽ nhận được 500 Oppo token, chỉ 20.000 người đầu tiên tham gia dự án. Đây là website của nó. Nhận cấp chào hết đùa gì kia x6 đây là đùa gì vậy, sai tiếp tục vậy. Rồi ok rồi, đây là web của nó này, đây là Joy Androp nhé. Đây thì Joy Telegram này, rồi follow Twitter này, new nhé, follow Twitter và lấy nguyên bản import, submit ID của bạn với anh, ok, đây, game này bạn chia sẻ nhé, nguyên bản này nhé, bạn gửi ID đi Twitter nhé. Click Telegram này, xong rồi thì bạn join nhé. Sắp biết ký TLC20 nhé, ký chôn nữa. Rồi, ok. Rất ca kiểm tra. Đây bạn được cộng 500 đồng Oppo nha. Tự dép bạn cộng thêm này, rất nên của bạn đây nha. Một dép và được 25 đồng Oppo nha. Đây là website của nó này. Đây phía trên này còn có một cái Android Red nữa bạn nhé. Xem nào. Oppo là một xã hội. Đấy là một tổ đại chúng ta. Đấy thì đây. Nó còn một Android bạn nhé. Mình trên trang của nó thì còn một cái Android nhé. Điền form bạn nhé. Đây, hoàn thành hai bước trên bạn có thể nhận được 500 ốp chỉ với hai giống kia mà sao lại thế, nhưng mà cái này nó là điểm form bạn nha. Ok thì một cái này tham gia cái group này nhé. Group này mình vừa tham gia ra thì mình chụp ảnh nó. Đó là ảnh bạn nha. Chuyển tiếp cho các cộng đồng phương tiện truyền thông nào truyền hình. Tức là bạn chia sẻ cái Android này bạn nhé. Đây thì mình để tiếng Anh đi. Mình copy cái này. Đó, copy sang Twitter bạn nhé. Đâu cũng được, cứ chia sẻ đâu cũng được, và phương tiện truyền thông nào cũng được. Thì mình copy sang Twitter mình chia sẻ. Mình đặt cái link web ở đây. Chia sẻ cái này,
Mình sẽ chụp nó lại cái này nữa nha. Gửi đi. Sao vậy ạ? Link tham gia group Telegram này, link chia sẻ sự kiện này, cái ảnh của mình sẽ dán bí TLC20 cho nó nhé. Nên là tham gia một chỗ trên là tiện thêm form, cứ làm cho chắc rồi xong mình submit 100% được. Bạn cảm ơn bạn đã tham gia. Còn là ổn bồ nhé, 20.000 người, thoải mái này.